choáng với yêu cầu dành cho khách mời dự đám cưới trưởng Giang Nhã Phương. Khi tham gia đám cưới trưởng Giang Nhã Phương, khách mời bắt buộc phải tuân theo những yêu cầu khắt khe này. Ngày 25 tháng 9 tới, đám cưới của cặp đôi trưởng Giang Nhã Phương sẽ được diễn ra tại một khách sạn 5 sao ở quận 1, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin được chia sẻ, đám cưới của cặp đôi nổi tiếng chỉ bao gồm khách mời là những bạn bè, đồng nghiệp thân thiết và hạn chế truyền thông. Ngoài ra, cặp đôi cũng đưa ra những yêu cầu khác cho khách mời về trang phục và người đi cùng. Cụ thể, khi tham dự đám cưới, khách mời phải diện đồ theo hai tông màu, trắng đen. Khách mời chỉ được phép vào khu vực tổ chức đám cưới nếu cầm theo giấy mời và không được mang theo trẻ em đi cùng. Trước đó, lễ đính hôn của Trường Giang và Nhã Phương ở một resort sang trọng ở Hội An chỉ buộc nhân viên phục vụ và khách mời tắt hết điện thoại, với đội bảo vệ lên đến 50 người cùng sự kiểm soát nghiêm ngặt mọi hình ảnh và thông tin của sự kiện riêng tư này hầu như không được lọt ra ngoài. Mới đây, người hâm mộ đã vô tình bắt gặp hình ảnh của Trường Giang và Nhã Phương tại sân bay Tân Sơn Nhất đón chuyến bay tới Đà Lạt. Cặp đôi diện đồ đôi từ đầu tới chân và cười đùa rất thoải mái trong suốt thời gian chờ làm thủ tục lên máy bay. Danh sách khách mời của đám cưới Nhã Phương Trường Giang gây bất ngờ. Số lượng danh sách khách mời của đám cưới Nhã Phương Trường Giang khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Đám cưới của cặp đôi này được tổ chức vào tháng 9 vô cùng thu hút giới truyền thông, bởi lẽ lễ đính hôn trước đó cặp đôi cũng tổ chức bí mật tại một resort ở Hội An và những hình ảnh của buổi lễ dường như bị rò rỉ ra bên ngoài vô cùng ít. Liên quan về lễ kết hôn tới đây, nguồn tin thân cận của cặp đôi Nhã Phương Trường Giang cho biết rằng đám cưới chính thức của cặp đôi sẽ diễn ra trong ngày 25 tháng 9 sắp tới và địa điểm tổ chức chính là một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, nhà hàng này là địa điểm cặp đôi MC hot nhất showbiz từng tổ chức đám cưới và nơi này cũng là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện giải trí hot. Không những thế, danh sách khách mời trong đám cưới của Nhã Phương Trường Giang cũng được hé lộ. Danh sách khách mời này được cho là của gia đình nhà Nhã Phương với vỏn vẹn chỉ 70 người. Vào tối ngày 4 tháng 9 vừa qua, lần đầu tiên Nhã Phương và Trường Giang xuất hiện công khai bên nhau sau lễ đính hôn bí mật. Tối ngày 13 tháng 9, sự kiện khai trương một thương hiệu thời trang đã diễn ra tại Hà Nội, quy tụ nhiều gương mặt sau Việt đình đám như Nhã Phương, Hoa hậu Ngọc Hân, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Vương Oanh, Quỳnh Búp Bê, Hà Phương, Nguyệt Thảo Mai. Mặc dù chỉ còn hơn 10 ngày nữa sẽ lên xe hoa với hôn phu Trường Giang, nhưng Nhã Phương vẫn nhận lời mời bay ra Hà Nội dự sự kiện. Nữ diễn viên xuất hiện với vẻ rạng rỡ, diện bộ cánh màu trắng thanh lịch, kín đáo. Ngay từ khi xuất hiện, Nhã Phương nhanh chóng trở thành tâm điểm, nữ diễn viên tuổi thanh xuân, diện đầm trắng tinh khôi, gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp và rạng rỡ. Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến ngày cưới, nhưng Nhã Phương vẫn vô cùng bận rộn với lịch trình công việc tất bật. Có mặt tại sự kiện, Nhã Phương tiếp tục từ chối mọi câu hỏi của giới truyền thông liên quan đến chuyện đời tư, đặc biệt là đám cưới với Trường Giang. Được nhiều phóng viên săn đón và hỏi về chuyện sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 25 tháng 9, nhưng Nhã Phương một mực giữ thái độ im lặng. Theo thông tin mà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Tony tiết lộ, hôn lễ của người đẹp phim Tuổi Thanh Xuân sẽ diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, địa điểm mà nhiều sao Việt tổ chức hôn lễ như Hoa hậu Thu Thảo, Trấn Thành, Harry Won. Vốn rất kín tiếng, cả Nhã Phương và Trường Giang đều không lên tiếng xác nhận ngày vui của họ. Hồi cuối tháng 8, cả hai đã làm lễ đính hôn lãng mạn bên bờ biển Hội An trước sự chứng kiến của những người thân trong gia đình. Được biết, dàn khách mời được Nhã Phương Trường Giang gửi thiệp cưới cũng có số lượng hạn chế. Tham gia sự kiện có nhiều gương mặt nổi tiếng khác như Hoa hậu Ngọc Hân, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, diễn viên Hiền Hương, Nguyệt Thảo Mai, vợ chồng diễn viên Việt Anh, MC Thái Dũng, MC Huỳnh Sâm, ca sĩ Đinh Hiền Anh, ca sĩ Quỳnh Nga. Đỗ Mỹ Linh chia sẻ rằng cô vừa hạ cánh xuống Hà Nội vào lúc chiều muộn và vội vàng đến chúc mừng doanh nhân Hà Bùi. Ngay sau khi dự tiệc khai trương xong, Đỗ Mỹ Linh tiếp tục đáp chuyến bay quay ngược vào thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ được tổ chức vào ngày 16 tháng 9 tới đây.
chi hơn 100 tỷ đồng để mua 3 cái đồng hồ, thế mà Lý Nhã Kỳ lại chỉ đeo cho vui, chứ chẳng xem giờ. Liên tiếp khoe 3 chiếc đồng hồ đắt đỏ, nhưng khi được hỏi, Kỳ đeo đồng hồ rồi có coi giờ bằng đồng hồ không, Lý Nhã Kỳ thẳng thắn cho biết, không. Đeo cho vui thôi à? Lý Nhã Kỳ là một trong những ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí hiện nay. Không chỉ có sự nghiệp, điện ảnh viên mãn, nữ diễn viên kiểu nữ và đại gia cũng khiến ai nấy đều trầm trồ ngưỡng mộ khi có mối quan hệ thân thiết. Với nhiều ngôi sao lớn trên thế giới như Sa Thi Mạn, Phạm Băng Băng. Đáng chú ý, Lý Nhã Kỳ cũng là khách mời, danh dự nhiều năm trên thảm đỏ của liên hoan phim Cannes. Bên cạnh con đường nghệ thuật thành công, Lý Nhã Kỳ cũng lấn sân sàng kinh doanh. Với tài năng và nhan sắc, nữ diễn viên giờ đây đã ghi tên mình vào danh sách những ngôi sao giàu có bậc nhất của làng giải trí. Ngoài sở hữu những căn biệt thự cao cấp, xe sang, hàng hiệu đắt tiền, Lý Nhã Kỳ khiến nhiều người choáng váng vì bộ sưu tập và dòng kim cương khủng mang tên mình. Thành công và giàu có, Lý Nhã Kỳ cũng rất ưu ái cho bản thân. Mới đây, nữ đại gia tiếp tục gây chú ý khi móc hầu bao để cưng chiều sở thích của bản thân. Theo đó, Lý Nhã Kỳ đã dinh về cho mình bộ sưu tập đồng hồ bé xinh, nhưng tổng giá trị lại quá khủng, lên tới hàng tỷ đồng. Được biết, 3 chiếc đồng hồ mà Lý Nhã Kỳ đeo trong 3 ngày liên tiếp đều là những mẫu nằm trong bộ sưu tập mới nhất của thương hiệu nổi tiếng Thụy Sĩ. Mỗi chiếc đồng hồ có giá trị ước tính tầm 28 tỷ và đều là những thiết kế mới nhất được giới giàu có yêu thích. Để có được những mẫu đồng hồ với thiết kế xa hoa này, nữ diễn viên đã phải bỏ ra ít nhất 84 tỷ đồng. Ngoài ra nếu cộng tiền thuế, phí dịch vụ từ thương hiệu, thì con số tổng của Lý Nhã Kỳ phải bỏ ra chi trả cho sở thích của mình có khi lên đến hơn 100 tỷ đồng. Ngay sau khi những bức ảnh khoe khéo đồng hồ được Lý Nhã Kỳ đăng tải, rất nhiều tín đồ thời trang đã nhận ra giá trị thật mà cô phải chi trả. Khi người hâm mộ bình luận, mỗi cái 28 tỷ thôi à, nữ đại gia kim cương hào hứng, mỗi ngày một cái. Thậm chí khi có người phân vân, chị đeo đồng hồ, rồi có bao giờ coi giờ, bằng đồng hồ không, Lý Nhã Kỳ nhẹ nhàng đáp, không. Đeo cho vui thôi à. Đạo diễn buồn vì phim bị tẩy chay, sau nào, Kiều Minh Tuấn an uy. Đạo diễn phim, chú ơi, đừng lấy mẹ con, từ chối bình luận về phát ngôn của Kiều Minh Tuấn an uy về chuyện tình cảm. Tuy nhiên, anh buồn khi phim bị tẩy chay. Tối ngày 13 tháng 9, khán giả bất ngờ trước chia sẻ của Kiều Minh Tuấn và An Uy về nghi vấn phim giả tình thật xôn xao thời gian qua. Diễn viên Em Chưa 18 cho biết, anh sống với Cát Phượng, tình yêu ngày càng ít đi, chỉ còn tình nghĩa. Còn An Uy bật khóc, cảm thấy có lỗi vì tình cảm với Kiều Minh Tuấn. Do đó khi phim kết thúc, cô đã về thẳng Mỹ, không dám liên lạc với anh. Hiện tại, cô vẫn chưa thể gỡ bỏ những khúc mắc trong lòng. Kiều Minh Tuấn cảm thấy có lỗi khi đưa bản diễn vào thế giới mình xây dựng mà không thể thoát ra được. Những chia sẻ của cặp đôi ngay lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ dư luận. Đa số ý kiến cho rằng Kiều Minh Tuấn và An Uy đang thể hiện chiều bi di lố và quá cũ kỹ. Nếu chuyện tình cảm của họ là thật thì việc chia sẻ này là phản cảm và từ sự phản ứng với cặp đôi. Khán giả tuyên bố tẩy chay phim. Trước ồn ào của diễn viên chính, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ bày tỏ, tôi đã đọc chia sẻ của Kiều Minh Tuấn và An Uy. Chuyện riêng của diễn viên thế nào, tôi không thể bình luận, đánh giá. Tuy nhiên tôi rất buồn khi vì sờ can đan đó, khán giả quay ra tẩy chay phim. Tôi không biết nói gì bây giờ. Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho biết. Trên phim trường, Kiều Minh Tuấn và An Uy làm việc chuyên nghiệp, phối hợp tốt với nhau. Chuyện phát sinh tình cảm hay không? Anh không thể đánh giá. Trả lời về nhận định phim, chú ơi đừng lấy mẹ con, đã bi gì quá đà bằng cách vẽ lên tình cảm. Giữa Kiều Minh Tuấn và An Uy, Đinh Tuấn Vũ phủ nhận. Không nhà làm phim nào muốn dùng sờ can đan để quảng bá cả. Anh nói, thời gian qua, Kiều Minh Tuấn, An Uy thân thiết hơn sau khi đóng chung phim. Họ bị bắt gặp đi ăn, hẹn hò với nhau. Trả lời về chuyện hẹn hò giữa bạn trai và An Uy, Cát Phương khẳng định tình cảm của mình và Kiều Minh Tuấn vẫn tốt đẹp. Chị tin tưởng bạn trai, vì anh là người trung thủy, không dễ dàng tin ai đó. Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng có 9 năm gắn bó. Nam diễn viên kém bạn gái 18 tuổi. Cát Phượng từng xác nhận, đã đăng ký kết hôn, và dự định đám cưới trong thời gian tới.